Xin chào quý vị và các bạn, Honda CR-V luôn được nhắc tới là một trong những mẫu xe ăn khách nhất tại thị trường Việt Nam ở phân khúc CUV hay là phân khúc 5+2. Honda CR-V đang được phân phối thị trường Việt Nam có tới 3 phiên bản, bao gồm phiên bản Honda CR-V Top, Honda CR-V phiên bản G và Honda CR-V phiên bản E. Thì hôm nay chúng ta sẽ đánh giá nhanh cái mẫu xe Honda CR-V phiên bản trung cấp này. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá nhanh cái phiên bản Honda CR-V phiên bản G. Thì ở phiên bản này thì chúng ta cũng có thể phân biệt được giữa cái phiên bản top và cụ thể ra sao. Nếu như chúng ta có thể phân biệt hệ thống đèn pha này với phiên bản E, tức là phiên bản E thì được trang bị một bóng là bóng halogen, thì sang phiên bản G và phiên bản L, tức là phiên bản top, thì đều được trang bị công nghệ bóng đèn, cả bóng pha bóng cốt đều được trang bị công nghệ bóng đèn full LED và kết hợp với cái giải đèn led ban ngày tạo ra cảm giác khá là thể thao sang trọng. Ở phần phía dưới này thì chúng ta có thể thấy thiết kế của cái đèn gầm hay đèn sương mù này thiết kế khá giống phiên bản E, và nó có thể phân biệt được ở khu vực phía trước này với phiên bản Honda CR-V phiên bản top. Nếu như phiên bản L được trang bị công nghệ bóng đèn gầm dạng full led thì theo kiểu giải đèn led này, thì sang phiên bản G này chỉ được trang bị công nghệ bóng đèn gầm dạng halogen. Tất nhiên cả hai phiên bản đều được trang bị cái ốp đèn gầm này, tạo ra cảm giác khá là sang trọng. Ở phần thân xe thì chúng ta sẽ tập trung ở khu vực mâm xe và lốp xe. Chúng ta có thể thấy cái mâm xe này được thiết kế, nó có một cái gì đó, nó tạo ra cảm giác khá là chuyển động. Thiết kế dạng vặn xoắn và với cái đan xen giữa hai màu sơn khác nhau, một màu sơn kiểu kim loại và một màu sơn kiểu đen, nó sẽ tạo ra một cái cảm giác rất năng động cho mẫu xe này. Cả ba phiên bản đều được trang bị kích thước lốp với kích thước lên đến 235/60R18, và cái lốp này được thiết kế với kích thước lên đến 235 này, nó sẽ tạo ra cảm giác bán đường tốt hơn. Dưới này chúng ta sẽ có cái hệ thống phanh, thì trang bị phanh trước là phanh đĩa thông gió và phanh sau được trang bị công nghệ phanh đĩa đặc, nó sẽ tăng cái hiệu quả phanh khá là tốt. Phần thân xe thì chúng ta có thể thấy toàn bộ phiên bản G và phiên bản L đều được trang bị cái hệ thống lẹp mạ chrome này, tạo ra cảm giác khá là sang trọng. Gương chiếu hậu được trang bị chỉnh điện, gập điện tích hợp báo rẽ và cùng màu thân xe. Hơi tiếc một chút thì cả ba phiên bản đều chưa được trang bị cái chức năng cảnh báo điểm mù. Ở phiên bản G này thì cũng được trang bị cái chìa khóa thông minh cũng như cái khả năng mở cửa và ra vào xe khá là thông minh. Chúng ta chỉ cần ấn nút chạm vào cái tay nắm cửa này thì hệ thống sẽ cho phép chúng ta mở cửa và khóa cửa một cách rất đơn giản và dễ dàng. Phiên bản G này thì cái thiết kế từ phía đằng sau thì chúng ta có thể nhìn thấy gần như không có gì khác biệt so với phiên bản cao cấp nhất. Đều có cái khu vực ba đờ sốc phía sau này được trang bị cái đèn trang trí và cái đèn thiết kế cụm đèn hậu thì được thiết kế khá là sắc sảo dạng 3D. Hình dấu hỏi này trông khá là phong cách và hiện đại. Bên cạnh đó chúng ta đều có cái thiết kế đuôi cá này với cái thiết kế đèn báo phanh trên cao dạng LED theo một cái thiết kế rất dài, tạo ra cảm giác khá thể thao. Cảm biến lùi thì chưa được trang bị trên cái phiên bản G này, nhưng bù lại đã được trang bị cái camera lùi ở khu vực phía đằng sau này tích hợp trên màn hình cảm ứng, tạo ra cái góc nhìn tốt hơn khi chúng ta lùi xe. Ở phần nội thất trong xe thì chúng ta thoạt đầu tiên thì cũng có thể rất khó để phân biệt được cái phiên bản G và phiên bản cao cấp nhất. Tuy nhiên thì chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng đó là gì. Chúng ta hướng lên trần xe thì không thấy phiên bản G được trang bị cái cửa sổ trời, thì sang phiên bản cao cấp nhất thì đã được trang bị cửa sổ trời này rồi. Tất nhiên với mỗi cái chi phí, với mỗi cái giá thành thì nó đều cho chúng ta một cái tiện ích là hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên thì công bằng mà nói thì Honda CR-V phiên bản G này cũng được thiết kế gần như là khá đầy đủ, bao gồm có hệ thống điều hòa độc lập với khá nhiều những vùng khí hậu. Rồi chúng ta có cái nút engine startup hay còn gọi là đi với cái chìa khóa thông minh này, tức là đề nổ thông minh. Phía dưới này thì chúng ta có phanh tay điện tử cũng như cái nút ấn brake hold, tức là hệ thống giữ phanh tự động. Rồi các chi tiết ví dụ như những cái giắc nguồn, rồi chế độ lái xe tiết kiệm, rất nhiều những cái tiện ích
những cây tiện ích đã được trang bị trên mỗi xe này rồi, kể cả các ba phiên bản, ví dụ như là khu vực để điện thoại, khu vực để cốc để nước, rồi khu vực để đồ phía dưới này, rất là tiện. Đó. Phía trên này chúng ta có thể thấy với cái thiết kế nó khá là hiện đại, chúng ta có thể nhìn rõ ràng đó chính là cái những chi tiết thiết kế ốp gỗ rất là bóng bẩy và sang trọng. Phần phía trên này thì chúng ta có thể thấy những cái đường chỉ khâu giả da đây. Đấy, đường chỉ khâu bằng da này cũng khá là hiện đại nhé. Trên này thì có cửa gió điều hòa mà được trang trí bằng những cái chi tiết nệm mạc chrome này, khá là tinh tế. Gương chiếu hậu thì nếu như phiên bản G này chỉ được trang bị cái gương chiếu hậu với hai chế độ ngày và đêm, thì sang phiên bản top đã được trang bị gương chiếu hậu dạng như là chỉnh điện, tức là chống chói tự động nhé, chống chói tự động. Hệ thống đèn đọc sách dạng LED được trang bị cho cả ba phiên bản, giúp cho chúng ta có những cái phút giây khá là tuyệt vời khi mà sở hữu cái mẫu xe Honda CR-V, kể cả phiên bản trung cấp này. Chúng ta sẽ đến cái vô lăng lái. Vô lăng lái được thiết kế 3 chấu bọc da với rất nhiều những đường chỉ khâu tinh tế. Và trên cái vô lăng lái này được thiết kế với những chi tiết mạ bạc này khá là tinh tế. Chúng ta có thể thấy rất nhiều những cái chức năng đã được trang bị trên mẫu xe này, bao gồm có chỉnh kênh, chỉnh âm thanh, rồi nhận diện giọng nói, nghe gọi điện thoại. Bên này thì chúng ta sẽ có, tức là bên tay phải sẽ có cái chức năng cruise control, hay còn gọi là hệ thống ga tự động. Cái hệ thống ga tự động này thì nó sẽ thực hiện thao tác khi mà chúng ta đi trên cái tốc độ trên 40 km/h, và khi đó thì chúng ta sẽ làm giảm tải cái việc của chúng ta phải đạp chân ga chân phanh nhiều. Chúng ta chỉ cần để tự do cái khu vực chân ga này và xe sẽ tự động đi theo cái ý muốn của chúng ta, theo cái tốc độ mà chúng ta đặt trước. Trên vô lăng lái này thì chúng ta có thể thấy thì cái lẫy chuyển số trên vô lăng cũng đã được trang bị rồi. Và với việc trang bị lẫy chuyển số trên vô lăng này thì nó sẽ tạo ra cảm giác lái là tốt hơn khi mà chúng ta cần vượt xe hoặc chúng ta cần đi với tốc độ, và với việc mình chuyển số nó khá là thể thao và linh hoạt. Hệ thống đèn thì đều được trang bị hệ thống đèn auto, tức là hệ thống đèn tự động nhé. Ở hai phiên bản G và phiên bản top. Và chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cái màn hình cảm ứng này. Màn hình cảm ứng được trang bị trên mẫu xe này là màn hình cảm ứng 7 inch với tích hợp khá nhiều những cái chức năng, bao gồm có kết nối với 8 loa. Nó sẽ giúp cho quý vị các bạn có thể dễ dàng cảm nhận những âm thanh vô cùng trung thực, sống động trên khi mà ngồi trên cái mẫu xe phiên bản G này. Bên cạnh đó thì mẫu xe này cũng được tích hợp với camera lùi và được tích hợp và kết nối với điện thoại, rồi cái lối Bluetooth cũng như là cái lối cổng USB và AUX. Và chúng ta cũng sẽ đến cái hệ thống ghế này, thì ghế được thiết kế so với phiên bản tiền nhiệm thì cả 3 phiên bản của Honda CR-V 2018-2019 được thiết kế với chiều dài cơ sở dài hơn và tăng so với lại cái mẫu xe phiên bản tiền nhiệm là từ 5 ghế lên 7 ghế, tương đương với lại cái việc mà người ta hay gọi là 5+2, tức là hai ghế đấy thì cũng tương đối không phải là quá rộng rãi để cho người lớn có thể ngồi, nhưng cũng thể phù hợp. Ghế thì toàn bộ ghế ở phiên bản G và phiên bản cao cấp, tức là phiên bản top ấy, thì đều được trang bị ghế bọc da. Chúng ta có thể thấy cái ghế đằng trước này được trang bị ghế chỉnh điện. Chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh hay là lựa chọn cái tư thế lái làm thế nào để có thể phù hợp nhất và dễ dàng quan sát nhất, cũng như đi trong thời gian dài mà không bị mỏi lưng. Ở hàng ghế thứ hai thì chúng ta có thể cảm nhận cái độ rộng rãi và thoải mái khi mà chúng ta ngồi ở ghế thứ hai. Đặc biệt là chúng ta có cái cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai từ khu vực phía dưới trở lên. Nó sẽ tạo ra cảm giác làm mát nhanh hơn. Và phần phía dưới chúng ta có thể thấy có tới hai cái cổng sạc USB. Nó sẽ là một cái tiện ích tuyệt vời khi mà ở cái xã hội thời nay thì ai cũng sở hữu smartphone và chúng ta cần phải sạc, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng đánh giá cái không gian
khoang hành lý ở phía sau này xem có rộng rãi hay không. Thực ra bản chất của Honda CR-V thì nó cũng được đánh giá là gì ạ? Nó không phải quá rộng rãi ở khu vực khoang hành lý phía đằng sau. Chúng ta có thể thấy đây, cái thiết kế này thì nó chỉ chứa được khoảng tầm 2 vali và xô mà thôi, bởi vì nó sẽ ưu tiên cho cái việc hàng ghế thứ ba được trang bị rồi, đúng không ạ? Vậy thì khả năng vận hành được trang bị trên Honda CR-V thì cụ thể ra sao? Chúng ta sẽ có một cái khối động cơ 1.5 lít và được trang bị cái công nghệ khá là hiện đại, đó chính là turbo tăng áp. Đặc biệt là đối với phiên bản này, đây là phiên bản máy xăng. Và công nghệ trên được trang bị trên động cơ đó là trang bị công nghệ Earth Dream Technology đi kèm hộp số tự động vô cấp. Với việc trang bị động cơ 1.5 lít này và hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp PGM FI cho công suất tối đa lên đến 188 mã lực và moment xoắn cực đại lên đến 240 Nm. Mặc dù công suất là rất lớn, tuy nhiên cái mức tiêu thụ nhiên liệu được nhà sản xuất đưa ra chỉ là 5,7 lít trên 100 km trên cung đường đô thị và 8,9 lít trên 100 km trên đô thị cơ bản và 6,9 lít trên 100 km trên con đường tổ hợp. Về hệ thống an toàn thì Honda CR-V 2018-2019 đều được trang bị những cái tiêu chuẩn an toàn cao cấp đạt tiêu chuẩn ASEAN 5 sao NCAP. Với việc trang bị hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động AHA, hệ thống cân bằng điện tử VSA, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, hệ thống chống hố cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống hỗ trợ khởi hành lưng trường dốc HSA, camera lùi 3 góc quay, khóa cửa tự động, túi khí cho người lái, ghế phụ và túi khí cho hàng ghế trước phía bên. Chúng ta vừa trải nghiệm mẫu xe Honda CR-V phiên bản G, tức là phiên bản giữa phiên bản cao cấp nhất và phiên bản thấp nhất. Hiện tại giá niêm yết giữa ba phiên bản thì đã có sự chênh lệch khá là nhiều, bao gồm phiên bản Honda CR-V phiên bản E thì được niêm yết với mức giá là 983 triệu, phiên bản G được niêm yết với mức giá là 1 tỷ 023 triệu và phiên bản top, tức là phiên bản cao cấp nhất được niêm yết với mức giá là 1 tỷ 093 triệu. Hiện tại thì Honda Việt Nam cũng như các đại lý trong toàn quốc, đặc biệt là khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có những chính sách hỗ trợ giá và khuyến mại tương đối lớn cho mẫu xe Honda CR-V này. Thì nếu như quý vị các bạn có nhu cầu sở hữu các dòng xe này và đặc biệt là có nhu cầu sử dụng xe với cái mức giá cả thì vô cùng hợp lý thì vui lòng gọi điện và liên hệ với chúng tôi. Nếu như quý vị các bạn có nhu cầu đánh giá bất kỳ các dòng xe nào trên lãnh thổ Việt Nam và trải nghiệm bất kỳ dòng xe nào thì hãy vui lòng comment xuống bên dưới, ấn like và subscribe để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn nhiều nữa. Thay mặt những người làm chương trình xin được gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị và các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.